sở thích mô phỏng những thần tượng của chính mình qua những bức tượng, cho đến việc thành lập riêng một xưởng sáng tạo để hiện thực hóa những ý tưởng đó, cô gái trẻ Thùy Dinh đã mạo hiểm khởi nghiệp một lĩnh vực vốn không phải sở trường của mình. Và trong một lần tình cờ đi du lịch thì mình có tham gia một cái buổi triển lãm và bị thu hút bởi những cái bức tượng truyền thần mini. Và đấy là lúc mà mình nảy ra ý tưởng là tại sao mình không đưa cái sản phẩm này về Việt Nam. Cũng rất là may mắn cho dự án của bên mình là thu hút được khá là nhiều các bạn trẻ cũng như là các họa sĩ thủ công và có một cái sự đam mê với nghề. Mỗi bức tượng mini là một sản phẩm độc nhất được chế tác theo hình ảnh mà người đặt gửi tới. Để hoàn thiện thường mất khoảng 20 đến 25 ngày. Làm tượng khó nhất là phải thổi được hồn cho tác phẩm. Ngoài quan sát tỉ mỉ, chi tiết từ mẫu ảnh, người thợ phải giữ được sự bình tĩnh, phối màu tinh tế để làm ra một tác phẩm hài hòa, sắc nét, từ ánh mắt, lông mày cho đến thần thái. Nghệ thuật truyền thần trước kia thì hầu như là em toàn vẽ bằng chì ạ, còn đây là em phối màu ạ. Và em vẽ trên tượng có size kích thước khá là bé. Nhiều người ta có nốt ruồi để phân biệt đấy ạ. Hoặc là những vết sẹo trên gương mặt ạ. Bọn em cũng đều phải tả kỹ những cái đấy ạ. Một nhân vật mà mình không có tiếp xúc gì ở ngoài đời chẳng hạn, mình chỉ nhìn thấy một bức ảnh thôi. Từ đấy là phải phụ thuộc rất nhiều vào cái kỹ năng mà chúng em quan sát về ánh sáng để phỏng đoán. Tức là chúng em sẽ làm sao là mình có thể cảm nhận được những cái kỷ niệm trong đấy rằng là nó đang diễn ra như thế nào. Đấy chính là cái niềm vui cốt lõi của chúng em đấy ạ. Nhưng không phải bức tượng nào cũng suôn sẻ hoàn thiện đến khâu cuối cùng. Chị xin phép là hủy đơn và thanh toán toàn bộ chi phí sản xuất cho bên em. Thì khách có nói rằng là chị đặt cho con trai của chị, tuy nhiên thì bé mất rồi. Và chị nhìn tượng thì rất là giống con trai của chị, nên là nếu mà chị bày trong nhà ấy, thì chị sẽ nhớ cháu quá, chị không chịu được. Một là nó lưu giữ lại được cái khoảng khắc lúc mà tuổi này của mẹ em như này, vì nó chỉ có một cái duy nhất thôi và giống hệt người thật nữa, thì em thấy khá là thích, em muốn đặt cho mẹ. Phía sau mỗi bức tượng lại là một câu chuyện, có thể là một nỗi buồn hay một niềm vui đã qua, nay được hình tượng hóa lại dưới tay của những người thợ trẻ. Mà những kỷ niệm, dù chỉ là nhỏ nhất, luôn là món quà đáng trân trọng với mỗi người trong cuộc đời.